Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Tải Miền Nam. Lại là em Nhật Hyundai đây. Hôm nay thì em vừa hoàn thành, vừa lên option xong cho khách hàng ở Sài Gòn nha quý anh chị. Trên nền xe là Solati màu bạc đời 2023. Và bản này là bản D nha quý anh chị. Lên những cái option như là ghế U này, đèn trần này, sàn giả gỗ này, rồi ốp táp lô, táp gánh cửa. Thì sẵn tiện có cái xe ở đây thì em sẽ quay cho quý anh chị cùng tham khảo những cái option mà em đã lên cho khách nha. Thì vừa mới lên ghế này, rồi lên cái sàn cũng như đèn trần nên xe nó còn rất là dơ nha quý anh chị. Nhưng mà tại vì là ngày mai là em đã giao cho khách rồi nên sẵn tiện sẽ quay cho quý anh chị cùng xem luôn ha. Đợt này thì dòng Solati 16 chỗ rất là khan hàng nha quý anh chị. Tại vì thời điểm này là đầu tháng 6 cũng như là chuẩn bị tháng 7 rồi, là cái thời gian nghỉ hè của các bạn học sinh sinh viên nên cái nhu cầu đi du lịch rất là nhiều nên những cái dòng Solati 16 chỗ cũng như là những cái dòng xe khách 16 đến 29 hoặc là 45 chỗ thì đi lại rất là nhiều nha quý chị, nên cần xe rất là nhiều nên dòng này khan hàng nha quý chị. Với lại là nhà máy cũng sản xuất ít xe nên nó hơi khan hàng. Thì giờ mời quý anh chị đi một vòng tổng thể về chiếc Solati này, sau đó em sẽ quay bên trong nội thất để quý anh chị cùng tham khảo nha. Tháng 6 này thì em có về màu bạc này, màu trắng này và màu đen. Nên anh chị nào mình có nhu cầu mà cần xe Solati 16 chỗ thì liên hệ em. Dòng Solati 16 chỗ là cái xu hướng của khách dịch vụ rồi, tại vì dòng này nó hoạt động tương đối ổn định và nó có cái khoang hành khách rất là rộng nha quý anh chị, rất là cao nên khách hàng lựa chọn và yêu thích cái sản phẩm Hyundai Solati 16 chỗ nha quý anh chị. Và bên em cũng nhận sơn lại màu theo yêu cầu của mình nha. Bữa thì em có đưa lên cho quý anh chị tham khảo cái mẫu vàng nâu. Em sơn cho khách ở Bình Thuận nha quý anh chị. Đây, giờ thì em sẽ quay cho quý anh chị xem bên trong nội thất. Bên em đã lên cho khách những cái gì nha. Thì bây giờ em sẽ mở cái khoang tài xế để quay cho quý anh chị xem nha. Đó, mình bước vào này, mình thấy là cái tappy cánh cửa này thì em đã sơn nhúng gỗ nha quý chị. Cái này thì em phải tháo cái này này, cái dàn này, và em sẽ đưa cái này đi sơn nhúng nha quý chị, sơn nhúng giả gỗ. Cái màu vân gỗ rất là đẹp nha. Khi mình lên á thì nhìn chiếc xe, nhìn cái khoang tài xế nó sáng lên nha quý chị, nhìn nó rất là đẹp. Rồi qua bên này này quý chị, đây cái dàn táp lô này thì em cũng đã sơn nhúng nha. Thì những cái này em cũng phải tháo ra nha quý vị. Cái này không phải là dán đề can đâu mà cái này là sơn nhúng nên bắt buộc mình phải tháo những cái này này. Đó, mình tháo những cái chi tiết này để đưa đi qua những cái xưởng của bên em để sơn nhúng. Rồi bên cánh cửa bên tài cũng như vậy luôn, cũng là sơn nhúng. Và phía trên này này quý vị thì cũng là sơn nhúng luôn. Thì hồi nãy thì anh em cũng đã lắp vào rồi. Nhìn chiếc xe của mình nó rất là đẹp nha quý chị. Còn bên em thì vẫn nhận lên cái màn hình Android này, cũng như cửa điện và một số option khác cho khách hàng nha. Đây là cái bộ ghế châu Âu nha quý chị. Thì em sẽ mở cái khoang hành khách để quay cho quý chị xem cái bộ ghế U châu Âu của bên em. Đây, cửa thì khách hàng không có yêu cầu lên cửa điện nên em vẫn để là cái cửa lùa mình mở bằng cơm nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị cùng lên cái khoang hành khách để cảm nhận những cái option, xem những cái option mà em đã lên cho khách nha. Thì ở đây này quý anh chị, ở đây là cái sàn này, sàn simili. Đấy, quý anh chị cùng xem này, sàn simili. Sàn này thì giả gỗ, chống trơn, chống trượt, chống cháy nha quý anh chị, và chống thấm nước luôn. Cái sàn này thì cũng có nhiều màu cho quý anh chị mình lựa chọn nha.
Rồi đây là những cái chiếc ghế u nha quý vị, cái ghế u đây em sẽ mở cái spell rồi sẽ ngồi thử cho quý anh chị ha. Đó, em thì tầm mét 7 thôi. Đó. Và ở đây này mình có cái điều chỉnh rồi đây đây có cái này thì mình ngả lưng nha quý anh chị. Đó, ngả lưng cũng được một khoảng thôi. Và phía trước này quý anh chị này, phía trước sẽ có cái bể để chân này. Đó, cái này có hai cái chế độ nha quý anh chị. Cái này là thấp này, rồi ở đây có một cái cao này. Đó, quý anh chị thấy không? Đó, hoặc nếu mình không xài thì mình sẽ gập lên. Đó, rồi anh chị nào mình cao nữa thì mình để chân như này cũng được nha. Rồi, ở cái ghế này này quý anh chị thứ nhất là mình sẽ có một cái cổng sạc USB. Đây, em quay cái cổng sạc USB này. Hai cái cổng nha quý anh chị. Rồi có cái bàn ăn. Đó, bàn ăn mình để chai nước hoặc là để cái hộp cơm hoặc là những cái đồ ăn của mình ở đây. Và bàn này thì mình không có sửa ghế nha quý anh chị, nó có thể gập xuống này. Đó, hoặc là gập lên như này. Mình không sửa ghế nha. Và ở dưới này thì có một cái lưới này quý anh chị, để mình để những cái vật dụng nhỏ nhỏ như là khẩu trang này, cục sạc hoặc là tai nghe hoặc những cái bọc ni lông nha quý anh chị. Rồi, bộ ghế u châu Âu của bên em thì được khách hàng đánh giá là rất là đẹp và rất là bền nha quý anh chị. Tại vì cái bộ ghế u này thì em có sử dụng cái chân là giống với lại cái chân zin nha quý anh chị, chân zin của cái xe ghế tiêu chuẩn đấy, cái ghế tiêu chuẩn đấy là sử dụng cái dàn chân zin nên là nó đúng với cái đường ray mà nhà máy Hyundai Thành Công đã lắp ráp, đã thiết kế là mình lắp ốc vào thì nó không có bị sộc sạch sau một thời gian sử dụng nha quý anh chị. Rồi trên này này quý anh chị, đây là cái đèn trần của bên em nha. Đèn trần bên em thì thiết kế nó đơn giản nhất nhưng mà vẫn thể hiện được những cái nét đẹp nha quý anh chị. Thì em sẽ bật cái đèn này cho quý anh chị cùng xem. Và ở cái đèn trần này thì em vẫn giữ được cái chỗ này để là cái quạt hút gió nó hoạt động nha quý anh chị. Và ở trên này thì hai cái kệ để hành lý. Thì giờ em sẽ bật cái đèn cho quý anh chị cùng xem nha. Rồi, đây em sẽ vào khoang tài xế để quay cho quý anh chị cùng xem chiếc xe này nha, cái đèn trần của bên em ha. Rồi, ok em bật đèn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị cùng xem cái đèn trần của bên em, đèn trần 3D. Hiệu ứng giọt sương nha quý anh chị. Đây, quý anh chị cùng xem này. Đó, ở đây sẽ có hai cái dây led này. Và đây là cái đèn hiệu ứng giọt sương. Buổi tối thì nhìn nó rất là sặc sỡ nha quý anh chị. Nó có nhiều màu, nó thay đổi liên tục. Ở chiếc xe này thì mình cũng có thể là lên thêm một cái tivi này, rồi cái màn hình Android này, cũng như là cửa điện. À, đợt này thì em cũng có nhận được những cái thông tin là một số đơn vị họ đã cải tạo được cái xe này làm ghế limousine nha quý anh chị. Là những cái bản xe limousine VIP, ghế có massage. Thì em sẽ tắt cái đèn để chia sẻ cho quý anh chị những cái thông tin về dòng sản phẩm Solati này. Solati này thì hiện tại trên thị trường có bản D và bản DL nha quý anh chị. Bản DL thì nó chỉ khác bản D là cái ghế xe buýt với lại là không có cái tay nắm khi mình bước lên xe thôi. Còn lại thì nó giống bản D. Để nhận biết cái bản D và DL thì mình có thể là xem cái tem dán ở bên cánh cửa tài hoặc là mình xem ở cái tờ xuất hóa đơn cũng như là những cái phiếu xuất xưởng nha quý anh chị. Thì sẽ ghi rõ bản D hay là bản DL. Rồi,
Hiện tại dòng Solati nếu quý anh chị mình lấy ghế tiêu chuẩn thì ngân hàng đang hỗ trợ mình là vay khoảng tầm 750 đến 770 triệu là mình trả trước cỡ tầm hơn 400 nha quý anh chị. Hơn 400 là mình có thể là lấy xe này về rồi nha quý anh chị. Và cái lãi suất thì hiện tại cũng nếu mà Tiên Phong Bank á thì nó sẽ được ưu đãi là 6 tháng đầu. Mức lãi suất thì 0,75 trên tháng thì mình được 6 tháng ưu đãi lãi suất nha quý anh chị. Còn sau đó thì đâu đó nó có cái biên độ là 3% đến 4% nha quý anh chị. Nó khoảng tầm 13%, 13% trên năm. Thì hơn 1% trên tháng nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị nào mình ở Sài Gòn mà em có xe sẵn á thì trong vòng 1 ngày là em giao xe cho mình. Còn mà mình ở tỉnh thì cho em 2 đến 3 ngày. Hoặc nếu mà không có xe á, mình đặt xe thì màu trắng á, thì trong tháng 6 này em vẫn còn một xe là giao cho quý anh chị mình. Còn màu bạc thì đợt này phải qua tháng 7 thì em mới giao cho mình được nha. Anh chị nào mình có nhu cầu cần xe Solati thì có thể là liên hệ cho em. Em là Nhật Hyundai, em làm ở đại lý Hyundai Phú Lâm, địa chỉ là D6/28 quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em chuyên các dòng xe tải Hyundai này, rồi dòng xe bus Hyundai từ 16 đến 47 chỗ nha quý anh chị. Và xe khách Hyundai thì đang có cái dòng xe Hyundai giường 5. Nên anh chị nào mình còn tham khảo cái thông tin thì liên hệ ngay cho em nha, để em cung cấp cái thông tin cũng như là báo giá cho mình để mình tham khảo nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video của em.